Thưa quý vị, sâu keo da láng đang gây hại trên diện rộng tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ước tính đã có trên 340 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích trồng hành hoa của người dân địa phương này đang bị nhiễm sâu. Trong đó có hơn 280 ha nhiễm nặng và nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian tới thì đối tượng này sẽ tiếp tục phát sinh gây hại nặng trên diện rộng, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng khô hạn, những diện tích có mật độ sâu cao có nguy cơ mất trắng nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, hiện nay diễn biến phát dục của sâu keo da láng rất phức tạp. Trên đồng ruộng tồn tại cùng lúc nhiều tuổi sâu, song tập trung nhất là sâu ở tuổi trưởng thành. Trứng và sâu non tuổi 1, 2 và 3 với mật độ ổ trứng phổ biến từ 6 đến 10 ổ một mét vuông. Mật độ sâu non có nơi lên tới 70 đến 80 con một mét vuông, đe dọa trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển của cây hành. Một đám ruộng người dân thì có thể có một nửa là đã chuẩn bị thu hoạch, còn một nửa thì đang ở giai đoạn sinh trưởng phát triển. Và đấy là cái nguồn thức ăn rất là dồi dào để cho cây con keo keo da láng phát sinh cây hại trên diện rộng. Nguyên nhân thứ hai là cái điều kiện thời tiết ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ nói chung và vùng Quỳnh Lưu nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt trong 4-5 tuần vừa rồi thì là nắng nóng gay gắt, khô hạn. Đây là một điều kiện rất là lý tưởng để cho con keo da láng phát sinh gây hại. Sâu keo da láng có đặc điểm gây hại là sâu non sau khi nở sẽ bò vào vỏ bọc lá và chui vào bên trong ống hành. Sâu non ăn chất diệp lục làm lá mất khả năng quang hợp, cây thiếu chất, còi cọc. Sâu lớn hơn thì cắn phá mạnh làm cọng hành thủng lỗ chỗ và đứt gãy. Trường hợp nặng sâu ăn trụi lá. Đây là đối tượng rất khó phòng trừ do khả năng kháng thuốc rất mạnh. Trên đồng ruộng đang cùng lúc tồn tại nhiều lứa tuổi sâu. Do vậy, để hạn chế thiệt hại do đối tượng này gây ra, cơ quan bảo vệ thực vật địa phương khuyến cáo nông dân nên đặt bẫy pheromone vì thực tế cho thấy bẫy pheromone có hiệu quả rất tốt, trưởng thành và bẫy trên 100 con một bẫy một đêm. Ngoài ra, bà con cũng nên dùng vợt để bắt sâu trưởng thành, thu gom ổ trứng và sâu non để tiêu hủy, vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy những ruộng bị hại nặng. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, từ nay cho đến cuối vụ sản xuất, sâu keo da láng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại nặng trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành. Trong lúc việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian vừa qua cho hiệu quả phòng trừ rất thấp đối với loại sâu này, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ theo khuyến cáo. Đối với loại sâu keo da láng này, thì đây là trong cái loại thứ nhất là cái tính kháng thuốc nó cao. Và cái thứ hai là do cái canh tác là trồng hành, gọi là lấy hành hoa ấy. Vì vậy là các cái lứa của nó là liên tục nó xuất hiện trong năm, chính vì vậy là cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Và trong cái thời điểm mà hiện nay khi mà cái dịch COVID mà đang xảy ra như thế này, thứ nhất là với các cái địa phương, đề nghị các cái địa phương nào hướng dẫn cho bà con nông dân, đặc biệt là thăm độc thường xuyên, đây là một trong những biện pháp rất quan trọng mà trong cái vấn đề áp dụng cái biện pháp IPM tiêu hủy các ổ trứng, thứ hai là dùng cái bệ bạc. Tôi cho rằng là trong cái thời điểm cũng biết là đây là hai biện pháp khả thi và giảm được các cái chi phí sản xuất cho bà con nông dân. Quỳnh Lưu là vùng có truyền thống trồng rau ăn lá, đặc biệt là hành hoa lâu đời tại Nghệ An, với tổng diện tích hành đang canh tác vào khoảng hơn 900 ha. Do vậy, việc quản lý, kiểm soát sâu bệnh hại một cách bền vững sẽ giúp bà con bảo toàn được năng suất, chất lượng cũng như uy tín đã gây dựng nhiều năm.